Diệu Ly và Minh Trí xin chào quý vị. Quý vị thân mến, nhìn ngay lên trên màn hình thôi thì chúng ta đã thấy một cái không gian phải nói là phòng ngủ rồi. Tuy nhiên mà nói tới giấc ngủ thì có lẽ là nhiều cô chú sẽ có một cái cảm giác luôn là nằm ngủ mà sao nó nóng quá, nó oi bức quá, nó khó chịu quá. Rồi nhiều khi là mình cứ phải là bật quạt lên thật là nhiều nè, bật điều hòa lên thật là nhiều. Và như vậy thì lại tốn tiền nữa đúng không quý vị? Tiền điện nào biết bao nhiêu cái là mình phải lo luôn. Vậy thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ giúp cho quý vị giảm đi cái gánh lo về những cái vấn đề xung quanh chúng ta, ví dụ như là giấc ngủ nè, như là tiền điện nè, như là tăng thêm cái sự thoải mái cho không gian phòng ngủ nhà mình bằng việc đem tới một dòng sản phẩm mang lại giấc ngủ ngon quý vị nha. Trong thời tiết oi bức và nóng nực thì một tấm nệm gel làm mát của Kachi sẽ hỗ trợ được chúng ta đúng không Minh Trí ơi? Chắc chắn rồi Diệu Ly à, một tấm nệm gel làm mát như thế này đến từ thương hiệu Kachi sẽ giúp cho tất cả quý vị và các bạn có được một cái giấc ngủ ngon hơn, và kích thước là 140cm x 90cm quý vị nha. Và quý vị có thể nhìn kỹ với cái tấm nệm gel làm mát như thế này á, có rất là nhiều những cái khuôn được chia nhỏ ra. Thứ nhất là tránh cái tình trạng đó là cái gel nó chỉ tập trung một chỗ thôi, mà nó được dàn trải đều lên trên cái bề mặt nệm như thế này, để mình có thể là đầu tiên mình trải lên trên cái tấm nệm chính gia đình của mình á. Trong những cái thời tiết mà nóng quá, khó chịu quá, oi bức quá, mình nằm đôi khi mình bị bí lưng nè, rồi cảm thấy khó chịu, thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó thoải mái hơn, nó dễ chịu hơn khi mà nhiệt độ cơ thể của mình sẽ được cái tấm nệm gel làm mát như thế này làm mát hơn cho cái tấm lưng của mình nè quý vị và các bạn nha. Rất là tiện lợi, lại đến từ thương hiệu Kachi, là một trong những thương hiệu đã trở nên rất là quen thuộc với nhiều quý vị khách hàng của VTV Now Shopping. Hôm nay quý vị và các bạn mua hàng chúng ta sẽ có cơ hội được giảm giá. Thay vì mức giá là 1.099.000 đồng thì bây giờ giảm cho quý vị và các bạn 400.000 đồng, chỉ còn có 699.000 đồng mà thôi. Chưa dừng lại, chúng ta còn có quà tặng nữa Diệu Ly ha. Mình sẽ có quà tặng thưa quý vị, đó chính là mình sẽ có thêm nữa hai cái tấm trải, và giống như là cái phần gối của mình cũng được, hoặc là quý vị có thể lấy làm cái phần đệm lót ở đâu đó, ví dụ như là trong cái không gian phòng ngủ nè, trên ghế nè, hay là kể cả là trong xe hơi cũng vậy quý vị nha. Đây ạ, một cái tấm thảm như thế này, hay là hai tấm thảm, hay mình còn gọi là cái phần lót thêm đấy ạ, giống như là cho cái phần gối của mình nè, để trên gối nằm cho nó mát cái phần đầu của chúng ta cũng được quý vị. Kết hợp cùng với là cái tấm nệm gel làm mát này thì chúng ta đã có nguyên cả là một bộ rồi, và hôm nay mình không chỉ có một cái phần gối như thế này mà có tới hai cái luôn ạ. Và nói tới cái tính đa năng nữa quý vị nha, hôm nay á nó gọn nè, nó nhẹ nè, dễ dàng xếp gọn được ạ. Thậm chí quý vị lấy cái tấm đệm này mình để lên trên cái không gian không chỉ là trong phòng ngủ đâu, mà kể cả là trong phòng khách đó quý vị ơi, mình cũng có thể là lấy và để lên trên những cái ghế sofa nhà mình, để lúc mà mình ngồi xem tivi, mình ngồi đọc sách nè, mình ngồi đọc báo ở ngoài không gian phòng khách đó, trên ghế sofa đấy ạ, cũng có thể là dùng cái tấm đệm làm mát này luôn. Cho nên quý vị biết là tính đa năng của nó là cực kỳ tuyệt vời luôn. Chưa kể là nhà nào mà kiểu như là mình có xe hơi đấy ạ, rồi mình có xe ô tô đấy ạ, mình có thể là lấy cái tấm nệm làm mát này đó, xong rồi để vào bên trong cái phần ghế xe ô tô, ghế xe hơi cũng được quý vị ha. Thì chung quy lại á, rõ ràng là Diệu Ly thấy cái này nó rất đa năng luôn Trí ơi. Đúng rồi. Từ là ghế nè, giường nè, ghế ngồi nè, ghế xếp cũng được nè, xe ô tô cũng sử dụng được luôn. Nói chung là tất cả những cái vị trí nào mà mình cảm thấy khó chịu khi mình ngồi nằm tựa lưng vào, nóng quá, khó chịu quá trong những cái ngày mà nắng nóng oi bức, chúng ta cần phải có ngay một tấm nệm gel làm mát như thế này quý vị và các bạn nha. Qua số tổng đài đang hiển thị trên màn hình ngay bây giờ để được giảm giá 400.000 đồng, chỉ còn có 699.000 đồng mà thôi. Tặng thêm cho cô các bạn là hai tấm thảm để mình có thể lắp ở trên cái phần gối đầu của mình, hay là ở phần tay vịn ghế của mình cũng rất là tiện lợi. Số tổng đài đang hiển thị trên màn hình rồi, hoặc là quý vị có thể truy cập vào website bán hàng trực tuyến là vtvhyundai.vn. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Tuần siêu quà chào đại lễ nệm gel làm mát Kachi, ngay bây giờ đây giảm ngay 400.000 đồng, giá nhà cung cấp 1.099.000 đồng, nhưng quý vị đặt hàng ngay bây giờ được giảm 400.000, chỉ còn 699.000 đồng mà thôi. Được tặng thêm hai gối gel cùng loại, kích thước 40cm x 30cm, và đặc biệt ngay bây giờ sẽ tặng thêm phiếu mua hàng trị giá 50.000 đồng, một dòng sản phẩm không thể thiếu trong mùa hè oi bức. Tại sao chúng ta phải chọn nệm gel làm mát Kachi ạ? Bởi vì rất là tiện lợi cho quý vị và các bạn sử dụng luôn. Khi mà chúng ta sử dụng nó làm nệm để mình nằm ngủ chẳng hạn, hoặc là khi ngồi làm việc chúng ta trải lên trên ghế làm việc, mình ngồi lái xe mình trải lên trên ghế lái xe, trong nhiều không gian khác nhau quý vị nha. Trên giường nè, trên ghế sofa nè, ghế làm việc hay là ghế ô tô. Lại còn tiết kiệm nữa quý vị và các bạn, không cần dùng điện hay là không cần phải bỏ vào bên trong tủ lạnh. Sử dụng rất là an toàn, chịu lực lên đến 250 kg. Em bé có thể nhảy lên trên nệm mà không
không có bị bể quý vị nha. Và lại còn vô cùng sạch sẽ với chất liệu polyester, dễ dàng vệ sinh nệm. Khi mà mình có thể lỡ làm ướt tấm nệm này thì mình cũng có thể là dễ dàng vệ sinh hoặc là lau chùi cũng rất là gọn gàng sạch sẽ. Hãy nhanh chóng mang lại cảm giác mềm mại, mát mẻ và dễ chịu với nệm gel làm mát của thương hiệu Kachi. Tại sao có thể làm được điều đó thưa quý vị? Với tấm nệm gel làm mát Kachi này thì không biết là nguyên lý hoạt động của nó như thế nào quý vị ha. Dạ, khi mà cơ thể của chúng ta tiếp xúc với lại mặt lụa của nệm quý vị ơi, thì lớp gel ở bên trong nó sẽ hấp thụ một phần cái nhiệt lượng cơ thể nè, xong sau đó sẽ tản dần ra môi trường bên ngoài thông qua cái phần lớp lưới bên dưới quý vị nhé. Thế là cơ thể của mình nó sẽ được có thêm cái nhiệt độ bề mặt ổn định. Vì sao? Vì trên cái tấm nệm này cái quá trình hấp thu tản nhiệt này nè, nó diễn ra liên tục luôn và tuần hoàn, giúp cho chúng ta có cái cảm giác là wow, mát mẻ nè, dễ chịu nè, nhất là có thể ngủ ngon giấc trong cái thời tiết oi bức và nóng nực nhà mình nha. Với mức giá chỉ 699.000 đồng mà thôi, tuy nhiên chúng ta sẽ có ngay một giải pháp để không gian phòng ngủ của mình trở nên gọi là thoáng khí hơn nè. Nếu như mà mình nằm ngủ chỉ cần là nằm ngủ trưa thôi, nhưng mà cái không gian nó quá bức bí thì có phải là mình cũng cảm thấy rất là bực bội hay không? Vậy thì chần chờ làm gì nữa thưa quý vị? Mình có thể là gọi điện thoại cùng với VTV Hyundai Home Shopping đặt mua ngay là nệm gel làm mát Kachi quý vị nhé. Và hãy nhìn xem sự tiện dụng của nó ạ. Nhà mình không chỉ là để lên trên cái bề mặt tấm nệm của nhà mình đâu, mà còn có thể là để trên ghế sofa nè, hoặc là mình có những cái ghế gỗ mình để ngoài cái khu mà sân vườn á, mình cũng có thể là đem ra để mà đặt lên như thế, cực kỳ dễ dàng sắp xếp với mọi không gian khác nhau quý vị ha. 699.000 đồng mà thôi. Tuy nhiên thì đây là mức giá mà chúng tôi đang có trong cái khung giờ đang phát sóng như thế này. Chưa kể là với gia đình nào mà mình có dự định là đi cắm trại chẳng hạn nè, đi picnic nè, hoặc là mình cần những cái tấm thảm để mà có thể trải ra ở ngoài khu vực sân vườn, hoặc là trong cái phần xe ô tô của chúng ta mà nó quá nóng có thể là sử dụng nệm gel làm mát để mà đặt lên cũng được. Hoặc là đơn giản thôi, trong những cái không gian nhà ở của mình đấy nhiều khi thay vì mình trải một cái phần tấm chiếu nó rất là tốn cái diện tích của gia đình nhà mình, thì hãy sử dụng thử nệm gel làm mát Kachi quý vị nhé. Bây giờ thì quay trở lại với không gian phim trường của VTV Now Shopping quý vị và các bạn nha. Nếu như chúng ta đang cảm thấy nóng nực, oi bức, khó chịu, tối ngủ không có ngon giấc, hoặc là trong buổi trưa mình cảm thấy là nghỉ ngơi cũng không có cảm thấy thoải mái bởi vì thời tiết vừa nóng nè, rồi mồ hôi đổ ra nhiều quá, hoặc là máy điều hòa gia đình của mình, máy quạt gia đình của mình đã hoạt động hết công suất rồi nhưng mà vẫn không mang lại một cảm giác dễ chịu nào cả, hôm nay chúng tôi sẽ giúp cho gia đình của mình có thêm một giải pháp nữa. Đó chính là một dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Kachi, một tấm nệm gel là mát đến thương hiệu Kachi thì sẽ giúp cho cô các bạn là chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Không những là mình trải lên trên giường để ngủ đâu Nếu như mà mình làm việc, vừa làm việc mà muốn cảm giác thoải mái, tinh thần phấn chấn hơn thì hãy gấp đôi cái tấm nệm này lại và trải ngay trên ghế làm việc Diệu Ly ha. Chính xác luôn Và trong quá trình mà Minh Trí nói thì quý vị thấy là rõ ràng Diệu Ly cũng đã ngồi đây từ nãy tới giờ rồi. Mà công nhận nha Minh Trí ơi là cực kỳ mát luôn. Đúng rồi. Nếu như mà thời tiết nó nóng quá đi, hoặc là ví dụ như quý vị làm việc mà cảm giác là ồ cái máy lạnh tại sao nó không có được mát trong văn phòng làm việc luôn, quý vị thấy nó đâu có cái tình trạng là nó lụm thụm đâu rất là gọn nhẹ luôn. Và khi mà mình xếp nếu như mà quý vị sử dụng với lại một cái chiếc ghế như là Diệu Ly đang dùng như thế này thì tấm nệm quý vị chỉ cần gập làm đôi lại thôi. Nếu như mà thêm hai cái miếng tấm lót để mà làm quà tặng đó, quý vị thích thì mình có thể là gác lên trên này, còn nếu như không thì mình để trong xe hơi để mình đi cũng được tiện lợi lắm quý vị. Và trên cái tấm nệm này nè, bên trong của nó thì là cái chất liệu gel rồi, nhưng mà bên ngoài quý vị biết là cái vỏ bọc mịn này nè, nó có chất liệu là polyester, cho nên là đối với làn da của chúng ta thì nó lại rất là thân thiện luôn. Mình tựa lưng lên hay là mình ngồi lên, mình có cái cảm giác nó mềm mại, nó nhẹ nhàng và nó êm ái quý vị nhé. Chưa kể là cái cách thiết kế của họ nữa, thì họ lại có thêm cái cách thiết kế rất là thông minh quý vị. Không phải là nguyên một cái miếng mà người ta đổ gel vào bên trong đó, mà người ta sẽ chia ra thành từng cái phần nhỏ nè quý vị thấy giống như là những cái rãnh vậy đấy Thì cái chỗ này nó sẽ giúp cho mình cái thứ nhất là gì? Nó tản nhiệt ra. Cái thứ hai nữa là cái phần gel của quý vị mình dùng được lâu dài, chứ không phải là các bé nhỏ nhà mình nhiều khi mình ngồi thế này nó bị rùng cái gel đó về một chỗ, hoặc là các bé nhỏ nhà mình thì Minh Trí thấy là rất là hay đứng và chạy nhảy ở trong nhà nữa, thì rất là năng động. Bé rất là năng động và bố mẹ rất là quan tâm khi mà mình chọn các loại nệm gel hay là nệm nước ở Diệu Ly ha. Có lỡ chạy nhảy lên trên tấm nệm này thì sợ là bể vỡ và sử dụng không có lâu bền. Nhưng mà với thương hiệu Kachi thì như là Diệu Ly đã phân tích kỹ cho tất cả quý vị và các bạn, đó chính là tấm nệm gel làm mát của thương hiệu Kachi được chia nhỏ thành từng ô một quý vị nha. Tức là gel ở cái vị trí nào thì ở yên ở chỗ đó luôn đi. Cho nên là
chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng mát luôn, rất là dễ chịu. Mình không có bị cái tình trạng là những cái vị trí mà mình nằm hay là mình ngồi lên thì gel nó sẽ tản ra bên chỗ khác, mà nó dàn trải lên khắp bề mặt của cái nệm gel này luôn. Cho nên là chúng ta sẽ cảm thấy là mình lăn trở đi ở vị trí nào, bất kỳ vị trí nào lên trên tấm nệm gel như thế này thì mình luôn cảm thấy mát mẻ và dễ chịu quý vị nha. Và cái bề mặt của nó cũng bằng cái tấm chất liệu đó là polyester, một loại chất liệu mà dễ dàng vệ sinh, không có thấm nước, cho quý vị và các bạn rất là yên tâm. Đặc biệt là gia đình nào mà đang có các bé nhỏ, lỡ nhưng mà các bé có tè dầm đi chăng nữa thì cũng không, thứ nhất là không có thấm vào cái nệm chính của mình nè, thứ hai nữa là nằm vẫn rất là mát mẻ và rất là dễ dàng vệ sinh khi mà các bé có lỡ là đổ sữa lên đây nè, đổ thức ăn lên đây hay là lỡ tè dầm lên trên đây thì cũng rất là tiện lợi. Và một điều mà Minh Trí muốn nhấn mạnh cho quý vị và các bạn là đặc biệt là những người lớn tuổi á Diệu Ly à, trong những lúc mà mình nằm viện chẳng hạn Diệu Ly, cái tấm nệm ở trong bệnh viện thì không có phải êm ái như cái tấm nệm nhà của mình đâu. Và thường là mình phải lót thêm một cái tấm khăn hay là mình phải lót thêm một cái tấm nệm mà phải mát hơn cho cái người bệnh họ nằm nó cảm thấy đỡ thoải, đỡ hơn cái cảm giác khó chịu. Thì ở đây cũng là một cái giải pháp và một cái ý tưởng rất là hay, thông minh quý vị à. Mình mang vào bên trong viện luôn ha. Khi mà bố mẹ ông bà của mình mà có nằm viện điều trị sức khỏe cũng không có được tốt á thì chúng ta có thể trải cái tấm nệm này lên trên cái tấm nệm bệnh viện để mình cảm thấy có cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn. Không biết là Diệu Ly cầm nắm vào thì có cảm giác như thế nào ha? Em thấy là nó rất là gọn luôn anh Trí ơi. Tại vì á là nếu như bình thường á, giống như anh Trí nói là nhiều khi mình đi chăm bệnh thì sao? Đúng rồi. Mình ở trong cái không gian bệnh viện nó đã ngột ngạt rồi, nhưng mà nếu như là các cô các chị mình có thêm cái sản phẩm này dành cho các ông các bà của mình ở nhà chẳng hạn, hoặc là nhiều khi mình đi thăm bệnh nè, thì quý vị thấy đơn giản thêm, ví dụ như là hai cái phần miếng lót thêm nè, hai cái phần đệm gối thêm nè quý vị, người ta cũng chia thành ngăn như thế này. Đúng rồi. Nó vừa thông thoáng nè, nó vừa giúp cho mình á là nó có cái độ bền về cái dòng sản phẩm. Ví dụ như bây giờ đi, Diệu Ly có thao tác một chút xíu ạ. Đó, có thao tác như thế này nè quý vị ha. Lỡ như là con của mình nó có làm đổ đồ ăn lên chẳng hạn, mình cũng lấy ra mình lau, mình chùi, hoặc là các bé nè chạy nhảy chẳng hạn quý vị ơi, thì ở đây á nó có tình trạng là nó bị bục ra hay không, hay là cái phần treo của nó chảy đi lung tung hay không, quý vị thấy đó, đâu có bị gì đâu ạ. Thành ra nếu mà quý vị mua cái bộ sản phẩm này nè ở bên ngoài, có nghĩa là sao, mình mua cái phần lót gối này thêm và mình mua cái tấm nệm riêng thì quý vị phải chi ra là hai lần tiền. Nhưng mà trong ngày hôm nay á thì mình sẽ có cái giá nó tốt hơn, không phải là 1 triệu mấy đâu, mà quý vị ơi mình có thêm quà tặng ha, là hai cái miếng lót thêm như là Diệu Ly đang cầm trên tay nè, và về sản phẩm chính thì quý vị còn có cái giảm giá nữa. Và nhắc lại thêm một lần nữa là đây là dòng sản phẩm rất là đa năng, sử dụng được ở nhiều không gian khác nhau nhà mình nha. Sử dụng được nhiều không gian khác nhau, các bạn có thể quan sát là Diệu Ly vừa có thể sử dụng cái tấm nệm gel làm mát đó, mình trải lên trên ghế làm việc của mình, mình trải lên trên tấm nệm chính gia đình của mình, hoặc là quay trở lại với không gian phòng khách thì sao ạ? Chúng ta có thể trải cái tấm nệm gel làm mát của thương hiệu Kachi này bên trên, đó chính là một cái ghế sofa quý vị và các bạn nha, rất là tiện lợi luôn. Ở đây Minh Trí ngồi vào thì không có cảm thấy là khó chịu đâu ạ, mà mình có thể là tựa lưng vào như thế này, cực kỳ mát, cực kỳ dễ chịu luôn. Và mình tận dụng ngay với lại hai cái gối quà tặng như thế này á thì mình có thể là để lên cái phần tay vịn quý vị nha. Khi mà mình gác tay lên trên như thế này thì mình cũng cảm thấy rất là thoải mái, êm ái, dễ chịu hơn nè. Mình vừa ngồi với tất cả các thành viên ở bên trong chính gia đình của mình vừa xem tivi nè, hoặc là mình có thể là xem những cái bộ phim chẳng hạn, rất là tiện lợi đúng không ạ? Mà ngồi cũng cảm thấy rất là thoải mái, rất là mát mẻ, đặc biệt là trong những cái lúc mà thời tiết nó quá nóng như bây giờ chẳng hạn, hoặc là thời tiết hanh khô ở một số tỉnh phía Bắc chẳng hạn, thì chúng ta nên tận dụng ngay với cái tấm nệm treo làm mát như thế này để mà mình có thể cảm giác thoải mái hơn khi mà mình ngồi lên trên ghế sofa quý vị nha. Và đặc biệt hơn là một số gia đình thì mình chỉ để ý á, là không có thích nằm nệm đâu, mà thích là mình trải chiếu lên trên nền nhà Diệu Ly à. Thì đặc biệt là các bé chẳng hạn đang trong những cái độ tuổi là trường bò thì chúng ta cũng có thể là quan tâm đến cái khu vực nào đó nó an toàn mà nó phải mát mẻ dễ chịu. Thì tại sao mình không tận dụng cái tấm nệm treo làm mát này mình trải lên trên sàn nhà Diệu Ly ha? Chính xác luôn. Và Trí nói là em tận dụng liền luôn á quý vị, là trải lên trên cái nền nhà. Tại vì quý vị biết là thật ra là cơ thể con người mình mà mình ngồi trực tiếp trên cái nền nhà thì nhiều người là cơ địa mà yếu là dễ bị cảm lạnh lắm ạ. Nhưng mà với cái tấm nệm gel này nè thì giống như kiểu là chúng ta có thêm một cái phần nệm để mà lót lên nữa, cho nên nó sẽ an toàn hơn quý vị ha. Và chưa kể là ví dụ như nhiều chị em đi, mình có một vài cái động tác tập thể dục nè, hoặc là giống như hồi nãy thì anh Minh Trí có nói là các bé nhà mình ạ, thay vì là mình để cho các bé là ngồi chơi dưới nền nhà thì bây giờ đây ạ, mình lấy cái tấm nệm này nè, nệm gel làm mát của Kachi nha quý vị, mình trải
lên trên nền nhà. Quý vị thấy không? Nó rất là nhẹ nhàng thôi chứ nó không có hề nặng nề gì cả. Diệu Ly biết là bên ngoài thì cũng có nhiều nơi người ta bán những cái nệm treo như thế này. Nhưng mà bị một cái là nó vừa nặng nè, nó vừa to nè. Mỗi lần mà mình gấp lại là mình phải dùng sức rất là nhiều. Trong khi đó ở đây thì quý vị thấy là cái chất treo của người ta nó cũng rất là xịn á. Ừ. Vì nó đâu có bị tình trạng là vón cục đâu quý vị. Kể cả là khi mà Diệu Ly gọi là tác động lực như thế này nè quý vị nha. Đó, tác động lực nè, để xem cái chất lượng nó ra làm sao, nó như thế nào. Thì quý vị thấy là trẻ nhà mình mà nó cứ đứng lên chẳng hạn ạ, nó cứ chạy nhảy chẳng hạn ạ, thì nhiều khi nó cũng không có bị bung ra. Người ta làm rất là chất lượng. Và với cái chất lượng này thì hiện nay bên ngoài ạ, người ta đang bán cái tấm nệm làm mát, nệm treo làm mát của Kachi với cái mức giá khoảng đâu đó là 1 triệu hoặc là hơn 1 triệu quý vị nhé. Nhưng mà trong khung giờ này thì giá rất là ưu đãi và đặc biệt luôn. Em nghĩ có lẽ là em sẽ thao tác gấp lại để cho nhiều khách hàng cảm thấy yên tâm, tại vì sẽ nói là sợ cái này nó nặng quá. Đúng rồi. À, hai cái này thì nó cũng khá là đơn giản rồi. Tiếp theo thì Diệu Ly sẽ gấp nguyên cả là một cái tấm nệm này lại quý vị nhé. Nệm treo làm mát sẽ gấp lại cho quý vị thấy luôn. Hai cái này là quà tặng rồi, để qua một bên nha. Không biết là hôm nay có quà tặng rồi, có giảm giá rồi thì cái chất lượng nó ra là sao. Thì đây quý vị yên tâm nhé. Cái này gấp lại là gọn rồi nè. Còn đây ạ, thao tác cực kỳ đơn giản luôn. Đó. Hai nè. Rồi, xếp lại. Ba lần nè. Rồi, Diệu Ly cầm lên luôn. Quý vị thấy nó rất là gọn thôi. Cực kỳ gọn nhẹ, cho nên chị em nhà mình không có ngại quý vị nha. Đó, rồi chưa kể là ví dụ như là mình đi ha, mình dọn dẹp đúng không anh? Đúng rồi. Con mình gọi là xong rồi, bé chơi xong rồi, giờ dọn dẹp vô nhà thôi. Là quý vị thấy nó quá đơn giản luôn. Rất là đơn giản, tiện lợi khi mà Diệu Ly có thể là xếp gọn lại cái tấm nệm treo làm mát của thương hiệu Kachi này. Đôi khi mình muốn trải ở vị trí này, mình trải ở chỗ khác thì chúng ta cũng có thể là dễ dàng gấp gọn quý vị nha. Với cái chất liệu đó là polyester và cái bề mặt của nó rất là mát luôn và tận dụng luôn cho cả hai mặt quý vị nha. Tức là không có mặt trái mặt phải đâu ạ. Mặt trên và mặt dưới như nhau luôn. Như Diệu Ly đã chia sẻ, với cái tấm nệm chất lượng này bên ngoài thị trường thì phải hơn 1 triệu đồng. Tuy nhiên là trong chương trình này, nếu mà quý vị và các bạn đặt hàng thì chúng ta sẽ được giảm đi 400.000 đồng, chỉ còn có 699.000 đồng mà thôi quý vị nha. 699.000 đồng có ngay một tấm nệm treo làm mát của thương hiệu Kachi, còn có thêm đó chính là hai cái tấm trải, như là hai cái gối, như hai cái vỏ gối như thế này, để mình trải lên trên gối nằm của mình cũng rất là tiện lợi, mình để lên trên tay vịn ghế của mình hoặc là mình trải bên trong xe ô tô thì cũng rất là tiện lợi quý vị và các bạn nha. Và đặc biệt hơn là trong những cái lúc mà quý vị và các bạn cảm thấy là thân nhiệt của mình hơi cao một chút xíu, mình bị sốt chẳng hạn, thì cũng không có nơi là trùm mền quý vị nha. Phải để cho cơ thể thân nhiệt được tỏa nhiệt ra thoải mái hơn để giảm sốt chẳng hạn, thì đây cũng là một giải pháp để mình có thể trải lên trên tấm nệm chính gia đình của mình, để mình nằm mình cảm thấy mát mẻ hơn, thân nhiệt của cơ thể mình sẽ được điều hòa lại cho nó tốt hơn, rất là tiện lợi. 699.000 đồng qua số tổng đài đang hiển thị trên màn hình quý vị và các bạn nha. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nhà đến 63 tỉnh thành trong cả nước. Quý vị đang quan sát hình ảnh rất quen thuộc khi chúng ta cảm thấy thời tiết nóng nực, khó chịu, oi bức và cảm giác như không có một giấc ngủ ngon. Đặc biệt là trong những lúc buổi trưa như thế này quý vị và các bạn nha. Khó chịu khi nằm với quạt và đặc biệt hơn là trên tấm nệm gia đình của mình lại không có một cái dụng cụ nào đó để hỗ trợ làm mát hơn. Hôm nay chúng tôi sẽ giúp cho tất cả quý vị và các bạn có một giải pháp đến từ thương hiệu Kachi. Đó chính là nệm treo làm mát đến từ thương hiệu Kachi quý vị nha. Tức là ở bên trong chiếc nệm này sẽ có cái phần treo, từ đó giúp cho quý vị và các bạn là chúng ta có thể làm hạ thân nhiệt của mình khi mình nằm lên trên tấm nệm như thế này. Ngoài trải ra trên nệm thì chúng ta có thể là trải trên ghế sofa thoải mái cùng nệm treo làm mát với thiết kế màu xanh vô cùng mát mắt như thế này quý vị và các bạn ạ. Kích thước rất là gọn nhẹ và dễ dàng di chuyển, để từ đó chúng ta sẽ có một giấc ngủ ngon hơn, không còn phải mất ngủ vì thời tiết quá nóng bức khó chịu, hoặc là đôi khi chúng ta không nằm với được máy điều hòa chẳng hạn. Đối với một số thành viên ở bên trong gia đình của mình thì cũng có thể nằm ngay với nệm treo làm mát của thương hiệu Kachi. Và đặt hàng ngày hôm nay chúng ta còn có thêm đó là hai gối treo làm mát cùng loại với kích thước là 40x30cm quý vị nha. Trải cái phần lót gối treo lên trên chiếc gối gia đình của mình thoải mái cùng nệm treo làm mát, có thể lăn trở lên trên chiếc nệm như thế này và dễ dàng vệ sinh. Quý vị thân mến, vậy thì có lẽ chúng ta sẽ có một cái câu hỏi thắc mắc là tôi ra bên ngoài mua có được hay không? Dạ được quý vị, nhưng mà tại sao mình nên mua ngay bây giờ? Tại vì quý vị đang có giá tốt nè. Với lại thời gian gần đây thì có rất là nhiều người họ sử dụng nệm treo làm mát Kachi để làm gì? Để có thể là sử dụng như là một cái tấm nệm trải lên nằm ngủ nè, làm việc nè, lái xe nè, trong nhiều cái không gian khác nhau ạ, trên giường, sofa, bàn làm việc, ô tô quý vị ha. Tức là nó có cái tính tiện lợi rất là cao rồi. Thứ hai nữa là nếu như mà quý vị mình mua sắm ngay bây giờ đây,
thì quý vị sẽ có ngay luôn ạ, là cái sự tiết kiệm nhà mình ơi. Tại vì là cái này nó không có dùng điện nè, nó cũng không cần là mình phải bỏ vào trong tủ lạnh xong sau đó là lấy ra để sử dụng quý vị nhé. Mở ra là sử dụng luôn ạ. Và thêm một cái yếu tố nữa là sự an toàn. Cái sự chịu lực của nó lên tới là 250kg luôn. Cho nên là các bé nhỏ nhà mình đó nhiều khi là vui đùa trên nệm á, nhảy lên trên nệm á thì nó cũng không có bị bể cái chất treo ra. Và thêm một yếu tố nữa là sự sạch sẽ ạ. Các ba các mẹ mình sẽ quan tâm tới điều này đúng không ạ? Nhiều khi làm các bé nhà mình làm đổ đồ ăn thức uống chẳng hạn thì ở đây á, với cái chất liệu là polyester rất là dễ để mà mình vệ sinh làm sạch quý vị nha. Nhanh chóng mang lại cảm giác mềm mại, mát mẻ và dễ chịu quý vị nha. Cảm giác mềm mại, mát mẻ và dễ chịu cùng với nguyên lý hoạt động cực kỳ thông minh của nệm treo làm mát của thương hiệu Kachi. Bởi vì sao ạ? Khi cơ thể chúng ta tiếp xúc với mặt lụa của nệm, lớp treo sẽ hấp thụ một phần lượng nhiệt lượng trong cơ thể và sau đó tản ra môi trường qua lớp lưới bên dưới, giữ cho nhiệt độ bề mặt đệm luôn ổn định. Quá trình hấp thu và tản nhiệt này diễn ra liên tục và tuần hoàn, giúp chúng ta luôn cảm thấy mát mẻ và dễ chịu, nhất là có thể ngủ ngon hơn, hoặc đặc biệt là trong những lúc mà thời tiết oi bức và nóng nực quý vị nha. Chưa kể đâu ạ, là còn có một cái cách để chúng ta có thể sử dụng. Ngoài là ở trên giường thì mình cũng có thể là để lên trên ghế xếp nè, ghế sofa nè, hoặc là kể cả là trên nền nhà nữa. Vậy thì với một cái giải pháp đem tới cho mình một cái sự thư thái nè, một giấc ngủ ngon quý vị, hoặc là một cái không gian để mình ngồi làm việc, hay đơn cử như là cái việc là mình đi ở, mình ngồi ở trong cái xe ô tô thôi cũng cảm thấy thoải mái. Tuần siêu quà chào đại lễ, nệm treo làm mát Kachi được giảm 400.000, chỉ còn 699.000 đồng mà thôi. Được tặng thêm hai gối treo cùng loại, kích thước 40cm x 30cm. Và đặc biệt, ngay bây giờ sẽ tặng thêm phiếu mua hàng trị giá 50.000 đồng, một dòng sản phẩm không thể thiếu trong mùa hè oi bức. Quý vị đã đặt hàng chưa ạ? Diệu Ly nghĩ là cái sản phẩm này nó rất là hữu ích với gia đình mình, đặc biệt là gia đình nào mà có những người lớn nè, hoặc là kể cả một vài người trẻ, ví dụ như Diệu Ly đi, thì thường xuyên bị cái tình trạng là hay bị ngứa mũi á chị ơi. Tức là để quạt quá to, hoặc là nhiều khi là mở máy lạnh thôi thì mình bị dị ứng với mũi hay sao á, là nó khó chịu cực kỳ luôn. Thành ra là không có dám mở máy lạnh to, mà kể cả quý vị mở máy lạnh nhiều đi chăng nữa thì cũng rất là tốn tiền điện đúng không? Thì bây giờ mình có một cái giải pháp, và giải pháp này chỉ có là 699.000 đồng mà thôi. Bật mí với quý vị là nếu như quý vị mua bên ngoài có thể cái mức giá sẽ là 1.099.000 đồng, và không biết là có quà tặng hay không. Nhưng mà ngay bây giờ đây đồng hành chương trình cùng VTV Hyundai Home Shopping, quý vị sẽ chi ra giá tiền rẻ hơn nhiều quý vị ha. Tiết kiệm tiền rồi, mình lại còn có thêm nữa là hai gối treo cùng loại nè. Thì cái gối treo này quý vị có thể sử dụng như là gối, hoặc là quý vị có thể lấy để mình lót lên trên cái phần ghế ở trong ô tô luôn. Cái này là tùy mục đích quý vị thôi, nhưng mà rõ ràng nó rất là đa năng. Vậy thì nhiều người mình sẽ thắc mắc là không biết cái này nè, xếp ra hay là xếp vào nó có gọn gàng và nhanh chóng hay không đây Trí ơi? Chắc chắn rồi, mọi người sẽ rất là quan tâm. Bởi vì những cái tấm nệm nước mà ở bên ngoài thị trường mà khi mà mua Minh Trí cũng đã từng sử dụng á, thứ nhất là cũng mát đó, nhưng mà nó rất là nặng nề. Bởi vì nước mà rồi treo mà, rồi mỗi lần mà mình xếp lại, mình gấp gọn lại á, thì mình lại sợ là bị bể vỡ trong quá trình di chuyển. Nhưng mà ở đây thì quý vị các bạn có thể quan sát là Minh Trí đang ôm trọn một bộ sản phẩm trong người luôn quý vị và các bạn nha. Lẫn sản phẩm chính và sản phẩm quà tặng là hai cái gối lót như thế này, rất là tiện lợi khi mà mình gấp gọn lại, khi mà mình mang đi và mình di chuyển nha. Nãy giờ Minh Trí và Diệu Ly cũng giới thiệu rất là nhiều về tính năng của sản phẩm ở nhiều khu vực khác nhau, nào là ghế sofa, ghế làm việc, rồi ngay cả trên giường nữa. Mà mình chưa có đề cập tới một cái vấn đề, đó là mình đi cắm trại và đi picnic với Diệu Ly à. Mình tại sao không mang theo cái nệm treo làm mát này để làm một cái tấm thảm mình trải ở ngoài công viên ha. Rất là tiện lợi luôn, vừa mát mẻ, vừa dễ dàng vệ sinh, vừa gọn gàng, dễ dàng mình mang đi, dễ dàng mình di chuyển. Và mình tới nơi thì sao ạ? Quý vị các bạn chỉ cần là mình mở cái tấm nệm này ra quý vị và các bạn nha. Kích thước đó chính là 140 nè. Chúng ta sẽ cảm thấy cái chiều dài của nó rất là dài luôn. Ở đây mình gấp lại làm 4, quý vị và các bạn có thể quan sát là mình chỉ có thể là mở ra với cái tấm nệm như thế này. Nó giống như một cái tấm chăn như vậy quý vị và các bạn à, rất là mát, rất là nhẹ, rất là dễ chịu luôn. Và sau đó thì mình chỉ có thể là trải ra khi mà mình đến chỗ ở công viên chẳng hạn, mình đi cắm trại, mình đi picnic ha. Mình trải cái tấm nệm này ra. Và đặc biệt là chúng tôi luôn nhấn mạnh là không có cái mặt trái hay mặt phải quý vị nha. Mặt trên mặt dưới đều sử dụng như nhau được luôn. Cho nên là chúng ta cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều với cái chất liệu là polyester như thế này. Và quý vị có thể hình dung là nó có rất là nhiều ô nhỏ đó à. Bởi vì sao cái gel này nó được tản đều cho khắp bề mặt của nệm luôn. Cho nên là tránh cái tình trạng là bị vón
xoắn cụt cái phần treo này, và lúc nào bất kỳ cái vị trí nào nó đều cảm thấy rất là mát mẻ và dễ chịu quý vị nha. Rồi đừng có quên đó là mình mang theo những cái tấm lót là quà tặng, chúng ta sẽ được tặng thêm hai cái tấm lót này nữa quý vị nha, dành cho các bé yêu của mình chẳng hạn. Mình gối lên trên cái gối nằm của mình ngủ cũng rất là tiện lợi, hoặc là mình sẽ sử dụng là một cái tấm lót làm ghế ngồi cũng được, rất là tiện tùy theo cái mục đích và sử dụng của vị các bạn. Thì chúng ta cũng đã có chọn một cái bộ như thế này rồi quý vị nha. Tuy nhiên là thời gian phát sóng không còn nhiều nữa, Diệu Ly ha. Ừ, chính xác luôn quý vị. Nếu như mà mình đã có cái mức giá tốt rồi, mình đã thấy nó rất là hữu dụng rồi, không chỉ là không gian trong nhà giống như Minh Trí nói, mà còn có thể đem ra ngoài mình đi cắm trại, mình đi picnic nè. Hoặc là đơn giản là mình ra cái không gian đằng sau vườn nhà mình nó rộng chẳng hạn, trên cái thềm hè chẳng hạn. Và nếu như mà quý vị mình cần thiết nữa thì mình vẫn có thể sử dụng cùng, đó là gì đây, với một cái ghế sofa nhà mình nè quý vị ha. Ghế sofa của nhà ai á mà nó có hai cái phần tay như thế này thì quý vị thấy là với cái phần quà tặng đó, mình có thể là lấy ra mình để là trên cái gối ngủ cũng được, còn nếu như không thì quý vị có thể là mình lấy ra để làm gì quý vị ơi, mình để lên trên cái phần ghế sofa nè, đó nó cũng tiện lợi và nó cũng mát cho cái không gian nhà mình nữa, cho nên là rất là thích luôn. Quà tặng đi kèm với lại sản phẩm chính thì đã rất là chất lượng rồi, mức giá thì cũng ưu đãi, chỉ có điều là thời gian thì không có nhiều cho nên là phải tranh thủ đặt hàng quý vị nha. Thời gian không có nhiều nữa, trước khi mà Minh Trí với Diệu Ly nói lời chào tạm biệt thì chúng ta mất cái cơ hội được giảm 400.000 quý vị à. Từ 1.099.000 thì bây giờ chỉ còn có 699 thôi. Cái mức giá này là chỉ áp dụng trên VTV Hyundai Home Shopping mới có mức giá này, và mới có quà tặng đi kèm đó là hai cái phần gối treo cùng loại và kích thước là 40x30cm quý vị và các bạn nha. Rất là tiện lợi, chọn một cái bộ sản phẩm làm treo mặn mát như thế này nữa thì tại sao các bạn không sở hữu, qua số tổng đài đang hiển thị trên màn hình ngay bây giờ để chúng tôi được phục vụ cho tất cả quý vị các bạn trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Vì sao phải chọn nệm treo làm mát của thương hiệu Kachi? Thứ nhất là tiện lợi khi mà mình có thể sử dụng nệm nằm ngủ nè, làm việc nè, lái xe trong nhiều không gian khác nhau, trên giường, sofa, bàn làm việc và ghế ô tô. Tiết kiệm hơn khi mà quý vị các bạn không cần là sử dụng điện hay là bỏ vào tủ lạnh nha. Rất là an toàn, em bé có thể nhảy trên nệm mà không có bị bể và chịu lực lên đến 250kg. Lại còn sạch sẽ với chất liệu là polyester dễ dàng vệ sinh, nhanh chóng mang lại cảm giác mềm mại, mát mẻ và dễ chịu. Với mức giá rất là ưu đãi, nếu như một quý vị nhanh tay mua sắm cùng với VTV Hyundai, mức giá thì mình có giảm giá rồi, mình cũng có thêm quà tặng nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về nguyên lý hoạt động quý vị nhé. Khi mà cơ thể của mình đã tiếp xúc lên mặt lụa của nệm nè, mà cái lớp mặt lụa này có chất liệu là polyester, quý vị yên tâm là rất thân thiện với cơ thể của mình luôn. Lớp gel này sẽ hấp thụ một phần nhiệt lượng cơ thể, xong sau đó sẽ tản ra dần dần thông qua là cái lớp lưới bên dưới ra môi trường bên ngoài, rồi nó sẽ giữ cho cái nhiệt độ bề mặt của nệm luôn ổn định quý vị ha. Và cái quá trình hấp thu nè, tản nhiệt này nó diễn ra liên tục tuần hoàn, giúp cho chúng ta cảm thấy là mát mẻ nè, dễ chịu nè, và đặc biệt là đem tới cho mình cái giấc ngủ ngon trong thời tiết oi bức và nóng nực nhà mình nha. Với sản phẩm nệm gel làm mát của thương hiệu Kachi còn phù hợp với nhiều không gian khác nhau như là trên giường, ghế xếp, ghế sofa hay là nền nhà quý vị nha. Cho nên á, là nếu như mà quý vị muốn là có giá tốt rồi, tại vì nó quá là đa năng đi, với lại nó đơn giản, nhẹ nhàng, tiện lợi, gọn nhẹ chứ không nặng nề, thì hãy đặt hàng cùng với chúng tôi nha. Vì mình đang được giảm giá lên tới là 400.000 đồng ạ. 400.000 đồng không phải là một con số nhỏ đâu nhà mình ơi. Với 400.000 tiền giảm giá, mình có thể mua sắm được rất là nhiều món đồ nữa. Cho nên là thay vì mình ra bên ngoài mình mua ở cái chỗ mà giá nhà cung cấp là khoảng 1.000.000 đi, thì bây giờ đây mình đang có giá tốt, chưa kể là mình còn được tặng thêm nữa là hai gối treo cùng loại quý vị nhé, và giao hàng tới tận nơi trên toàn quốc luôn đấy ạ. Những giây cuối cùng trong chương trình này, chúc cho quý vị và các bạn có một đơn đặt hàng thành công và mang về nhà ngay sản phẩm nệm treo làm mát đến từ thương hiệu Kachi quý vị nha. Nếu như mà mua ở bên ngoài, mức giá phải là 1.099.000 đồng. Trong chương trình này được giảm đi 400.000 đồng, mức giá chỉ còn 699.000 đồng mà thôi. Chưa dừng lại đâu ạ, chúng ta có quà tặng đi kèm, được tặng thêm hai gối treo cùng loại với kích thước là 40x30cm nữa quý vị và các bạn nha, qua số tổng đài đang hiển thị trên màn hình để được giao hàng tận nơi trên toàn quốc.